Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ra Vốn của tôi. À, trong video hôm nay thì tôi à, sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về à, một cấu kiện nữa của công trình xây dựng chính là cấu kiện dầm. Thì đây, đây chính là một bản vẽ cấu kiện dầm. À, đây là một bản vẽ cấu kiện dầm. Đây là hình ảnh thực tế thi công dầm. Hình ảnh thực tế thi công dầm. Mô hình 3D. Đây chính là cấu kiện dầm. Đây chính là cấu kiện đây là cấu kiện cột, đây là cấu kiện móng. Đây là hình ảnh về cấu kiện dầm. Đó. Chúng ta nhìn từ bản vẽ này Từ bản vẽ này chúng ta làm sao chúng ta triển khai được ra thực tế như thế này Thì chúng ta phải hiểu được cái bản vẽ Đó, Muốn hiểu được bản vẽ thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nghiên cứu về cái bản vẽ này thì đầu tiên cái bản vẽ dầm thì những quy ước chung trong cái cái quy định chung của chúng ta ở video trước thì chúng ta đã nắm được rồi. Toàn bộ kích thước ở đây chúng ta đều được hiểu là mm. mm cao độ của chúng ta là đọc là mét. Cao độ là mét, còn à, kích thước đều là mm hết để đọc được à, cái bản vẽ dầm này thì đầu tiên chúng ta đi vào là à, kích thước của dầm kích thước của dầm thì chúng ta xem chúng ta à, tìm ở đâu thì đây chính là đây chính là chiều dài của dầm chiều dài của dầm là 3m3 cộng 3m7 là 7m cộng thêm cái một cái phần à, cột à, là 10 phân này nữa là dầm này là dài 7m1 đó, dầm này gác lên à, cột, dầm này gác lên cột, cột kích thước là hai trăm rưỡi, hai trăm rưỡi, hai trăm. về cái à, à, kích thước của dầm thì chúng ta xem các mặt cắt, ví dụ mặt cắt một một thì ta biết được kích thước của dầm đây, 200, 320, ba trăm nhân hai à, phân và 30 phân. rồi đầu tiên à, à, sau khi chúng ta đã, à, sau khi mà mà chúng ta biết được cái chiều à, kích thước của dầm rồi thì chúng ta đi vào cao độ của dầm như ở đây tôi có hai cái dầm ở đây tôi có hai cái dầm một dầm có chiều dài là 7m1 dầm thứ hai có chiều dài là 5m4 cộng 1m8 bằng 7m2 7m2 thì dầm này mà dầm này một một dầm này là gác lên cột 30 phân 30 phân đây và một phần là đua ra ngoài không có cột thì cái phần dầm này người ta gọi là dầm công xôn phần này gọi là công xôn công xôn này thì chúng ta thường thấy ở đâu chúng ta thường thấy ở trong ở những chỗ như khu vực như là ban công của chúng ta đấy ban công của chúng ta thì thường thường là 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 sử dụng dầm công xôn này à, cao độ của dầm ở đây thì tôi có hai cái dầm dầm d 1 dầm d 1 thì số lượng là à, 1 một cây và chiều dài là l bằng bảy m một đó như tôi vừa đọc ba m bảy 3m7 cộng 3m3 7m cộng với cả 0 0.1 là 7m1 dầm D2 kích thước là 7m3 dầm 7m 3 thì 5m4 cộng 1m8 à, là 7 à, 5m4 cộng 1m8 đúng rồi rồi bây giờ cái cao độ của dầm thì chúng ta có thể ở đây chúng ta thấy thấy là ở đây dầm này là cao độ âm 0.2m có nghĩa là cái dầm này chính là dầm của tầng trệt đấy chúng ta quy định là cái nền của à uh, cốt nền hoàn thiện của uh, của của sàn à của nền hoàn thiện là là cốt 00 thì cái cốt này á là thấp hơn so với cả cốt nền hoàn thiện là 20 phân. Cốt này là dương 3.75, có nghĩa là cốt này là cốt của à uh, dầm này là cốt uh, dầm của sàn tầng 1. Dầm sàn tầng 1 nó cao là 3,75 so với cả mặt nền hoàn thiện của tầng 1 rồi chúng ta bây giờ chúng ta bây giờ bắt đầu đi vào đọc phần chính của việc đọc kết cấu, đọc bản vẽ dầm này đó chính là đọc kết cấu thép thì kết cấu thép ở đây có hai hai loại kết cấu thép thứ nhất là kết cấu thép chịu lực gọi là thép chủ thép chịu lực các bạn có thể nhìn thấy đây những cái đường đen đây chính là cốt thép chịu lực đây là cốt thép chịu lực lớp trên đây là cốt thép chịu lực lớp dưới đây đây là cốt thép chịu lực lớp trên đây là cốt thép chịu lực lớp dưới cốt thép phần cốt thép này cốt là cốt thép tăng cường cốt thép tăng cường cốt thép tăng cường đây cốt thép tăng cường cốt thép tăng cường và một loại cốt thép thứ hai nữa là cốt thép đai cốt thép đai thì có ghi chú đây phi 6A phi 6A 150 phi 6A 200 phi 6A 150 đó chính là cốt đai đầu tiên chúng ta đi đọc về đọc đọc và tìm hiểu về cốt thép chịu lực chính thì đối với cách đọc bản vẽ của một dầm đối với một dầm bất kỳ ở đây có các ký hiệu như là 11 22 33 4 44 thì đây chính là mặt cắt từng mặt cắt từng mặt cắt của dầm để để chúng ta thấy được cái gì khi chúng ta đọc cái mặt cắt này chúng ta sẽ biết được cái vị trí tại cái vị trí này vị trí này của dầm là bố sắt được bố trí như thế nào, sắt được bố trí như thế nào, đó thì nguyên tắc đọc một bản vẽ này, chúng ta phải đọc là các mặt cắt đã có ký hiệu rồi một một hai hai ba ba bốn bốn thì chúng ta đi theo thứ tự lần lượt một một hai hai ba ba bốn bốn chứ chúng ta không thể đọc mặt cắt một một xong là quay qua một mặt cắt ba ba rồi mặt cắt hai hai và cắt bốn bốn được chúng ta cứ đọc lần lượt theo quy định của bản vẽ. Rồi bây giờ đầu tiên đối với cái dầm này, dầm này là dầm bình thường thì không phải là dầm công xôn. Dầm phía dưới là dầm công xôn. Đó. dầm đối với dầm không công xôn này, chiều dài L bằng 7 m thì đầu tiên chúng ta đi vào mặt cắt 11. Một một. Mặt cắt 11 một một ở đây. Thì chúng ta nhìn thấy đây, cái ở đây có ghi một những cái chấm này, chấm này, chấm này, chấm này, chấm này chính là cái cây thép chủ lực đấy. Thì ở đây là bố trí bốn cây thép phi 16 hai cây thép phi 16 lớp trên ký hiệu là cây số 1 hai cây thép phi 16 lớp dưới ký hiệu là cây số 2 đây là mặt cắt này đây là mặt trên cái mặt cắt ngang thì chúng ta có thể nhìn thấy đây cây số 1 đây đây cây số 2 đây tại cái vị trí này là cái vị trí từ mép cột từ mép cột ra 75 phân 75 phân này thì phần khu vực này là chịu lực cắt lớn cho nên là thép đai thường bố trí là dày hơn ở khu vực giữa này. Khu vực giữa này thì chịu lực nhỏ lực cắt nó ít nhỏ hơn cho nên là thép thép đai sẽ thưa hơn. Thì khi cái khu vực từ mép cột đến vị trí à, ra ngoài đến 75 75 phân này thì bố trí thép đai là phi 6A 150 đây. Đây có thể nhìn thấy Phi 6a 150 có nghĩa là thép đai đường kính phi 6 khoảng cách giữa cây thép đai là 15 15 cm khoảng cách từng cây các cây với nhau đây 15 cm 15 cm rồi chúng ta qua đến tiếp theo đến mặt cắt 22 mặt cắt 22 thì cũng tương tự như vậy thôi mặt cắt 22 là sắt cũng được bố trí là lớp trên hai cây phi 16 lớp dưới hai cây phi 16 cây số 1 và cây số 2 đây vẫn ký hiệu cây số 1, cây số 2. Đây cũng là cây số 1, đây cũng là cây số 2. Qua tiếp theo mặt cắt 33. Đây chính là mặt cắt 33. Mặt cắt 33 này thì có một sự khác biệt một chút. Ở đây là với mặt cắt 11 và mặt mặt cắt 22 thì lớp trên chúng ta có hai cây phi 16, lớp dưới chúng ta có hai cây phi 16. Thì đối với mặt cắt 33 này, lớp trên chúng ta có ba cây phi 16, lớp dưới chúng ta có hai cây phi 16. Thì hai cây phi 16 này lớp dưới đây thì chúng ta vẫn đi xuyên suốt này các bạn có thể nhìn thấy đi xuyên suốt đi xuyên suốt từ từ đầu từ dầm từ trục C cho đến trục E còn tại vị trí này hai cây phi 16 hai bên này là cây số 1 thì cũng đi xuyên suốt đi xuyên suốt từ đầu dầm bên này để à, từ từ đầu cột trục C cho đến đầu cột trục E tại vị trí này có bố trí thêm cây cốt thép số 3 một cây phi 16 là cây này, đây thì cái các bạn có như các bạn nhìn thấy cái vị trí cắt này, vị trí cắt này, vị trí cắt này chính là cái chiều dài của cái cây, cây, cây cốt thép này. thì cây, cây cốt thép số 3 này á, người ta gọi là cây cốt thép tăng cường, cây cốt thép, cốt thép tăng cường. tại vì tại cái vị trí đầu cột này. Uh, moment của uh, moment của nó là moment của dầm là rất lớn cho nên là hai cây thép phi 16, hai cây thép phi và hai cây thép phi 16 cái số 1 này không đủ đảm bảo khả năng chịu lực cho cái dầm nên là bên uh, bộ uh, bên đơn vị thiết kế đã bố trí thêm một cây thép phi 16 tại vị trí uh, cột này để làm gì để tăng khả năng chịu lực cho dầm đảm bảo công trình uh, đảm bảo kết cấu công trình được an toàn thì cái chiều dài của cây uh, thép số 3 này là bao nhiêu? Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái vết cắt của nó đây, vết cắt đây, vết cắt đây. Một bên là uh, tổng chiều dài là 75 phân cộng 25 phân cộng 90 phân thì là 1,9. Đó, cây cây bố cây thép uh, tăng cường này là chiều dài là 1,9. Tiếp theo ta nhìn thấy ở đây tiếp theo là một mặt cắt 22 nữa. Mặt cắt 22 này thì cũng giống mặt cắt 22 này thôi. Nó là, là là mặt cắt là là, là chung rồi thì cũng được bố trí là bốn cây thép phi 16 hai cây thép phi 16 lớp trên hai cây thép phi 16 lớp dưới thép đai là bố trí phi 6 a 200 nghĩa là đường kính thép đai đường kính phi 6 khoảng cách giữa các cây thép đai là 20cm, 20 cm 20 phân chúng ta qua tiếp theo đến mặt cắt 44 tại cái vị trí mặt cắt 44 này thì chúng ta có thể thấy cũng có một sự khác biệt một chút là lớp trên thì bao gồm 3 cây thép phi 16 và lớp dưới có hai cái thép phi 16 đây ba cái thép 1 2 3 lớp dưới 1 2 đó thì lớp trên thì tại cái vị trí này thì mô men cũng lớn cho nên là để tăng khả năng chịu lực cho cái dầm thì vị trí này vị tại vị trí mặt cắt 44 này là bên đơn vị thiết kế cũng bố trí thêm một cây thép tăng cường là phi 16 thì cái chiều dài của cây thép này là bao nhiêu đây các bạn có thể nhìn thấy chiều dài đây cái vị trí cắt của cái cái cây tăng cường đây từ từ đây vào mép cột là 90 phân 90 phân cộng với cả cái cột này 20 phân thì chúng ta trường ra 5 phân thì là 15 phân chúng ta bẻ móc xuống cái dầm này cao là 35 cm thì chúng ta bẻ móc xuống khoảng 30 cm thì là 30 cộng 15 là 45 45 cộng với cả 90 phân thì là ra 1 mét 35 đó thì giờ các bạn có thể nhìn thật à, dựa vào cái cái những cái mặt cắt này 1 1 2 2 3, 3 4, 4 này thì chúng ta đã biết được là cái 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 cách bố trí cây thép cái cách bố trí thép cho cái dầm này rồi Đó. ở đây các bạn nhìn thấy đối với các vị trí đầu cột đối với các vị trí đầu cột này thì thép lớp trên được bẻ móc xuống bẻ móc xuống ngàm xuống phía dưới thép lớp dưới cũng được bẻ móc lên ngàm lên phía trên thì cái chiều dài móc này là bao nhiêu thì đối với cái dầm của mình là 35 cm thì và phần cái cái chiều dài bẻ móc xuống này là khoảng là 30 cm. Tuy nhiên để cho dễ trong quá trình thi công tại vì cái vị trí này á bố trí thép rất là nhiều. Bố trí thép rất là nhiều thép của dầm ngang, thép của dầm dọc, thép của cột nữa cho nên cái vị trí này là lượng thép rất là dày nên là thường là chúng ta chỉ bẻ là đối với dầm 35 cao 35 cm thì chúng ta chỉ bẻ 25 phân thôi thép lớp dưới cũng tương tự như vậy để cho chúng ta để cho anh em thợ là dễ dàng trong quá trình uh, triển khai thi công lắp đặt, đặt cốt thép. Rồi chúng ta qua đến một cái phần tiếp theo là cái cốt đai. Thì ở đây uh, cốt đai thì trong từng mặt cắt này, từng mặt cắt này đã thể hiện cốt đai đây rồi ở đây các bạn trong khi khi tôi khi tôi giải thích từng cái mặt cắt này thì tôi cũng đã giải thích cho các bạn biết được là cái vị trí đai này rồi đai thì tại vị trí đầu cột tại vị trí đầu cột này là do do lực cắt lớn cho nên là thường bố trí là cốt tép đai dày hơn phi phi 6 A150 còn tại khu vực giữa này thì bố trí thép đai là phi 8 A à, phi phi 6 A200 đó ngoài ra ở đây các bạn có thể nhìn thấy những cái chấm này chấm 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 này chấm 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 này chấm 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 hình vuông này chính là cái dầm theo phương vuông góc với cả cái dầm này ví dụ chúng ta cái dầm này chúng ta băng theo phương ngang thì cái cái dầm mà dầm chấm 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 này là dầm theo phương dọc rồi ở trên thì tôi đã trình bày với tôi đã chia sẻ cùng các bạn về cách về cách một cái một cái chi tiết dầm đó là dầm dầm gác lên hai cột dầm gác lên cột bình thường thì tiếp theo tôi sẽ tiếp tục đi và cùng các bạn đi và tìm hiểu về cái dầm người ta gọi là dầm công sôn dầm công sôn thì đối với dầm này thì áp dụng thực tế áp dụng rất là nhiều tại các vị trí như ban công hành lang thì hay sử dụng dầm công xôn này dầm công xôn này thì uh, để tiết kiệm được cái diện tích bình thường là chúng ta bố trí thêm một cái cột ở đây nhưng mà để tiết kiệm diện tích phía dưới thì chúng ta bố trí thêm một một cái mà bố trí cái dầm dầm đua ra dầm đua ra không có cột thì ta gọi đó là cái dầm công xôn thì cái phần công xôn này đua ra từ mép cột thường là khoảng là uh, nhỏ chiều chiều dài khoảng, nhỏ hơn 2 mét chứ nếu mà chiều dài lớn lớn hơn 2 mét thì phải tăng kích thước của cái dầm lên Tăng kích thước của dầm lên như vậy thì nó sẽ xấu Rồi ta cũng đi vào đầu tiên Chính là cái kích thước của cái dầm này Kích thấp của thước của dầm này thì Đây chiều dài đây là 5m4 Đây là 1m8 Cộng thêm 110 phân tại khu vực này nữa Tại khu vực cột này nữa Thì tổng chiều dài của cái dầm này L là 7m3 Ở đây trong bản vẽ đã ghi chú rồi Chiều dài của dầm L bằng 7m3 rồi số lượng của dầm SL số lượng của dầm là Một dầm. Đó, ký hiệu của dầm này D2, cái này chỉ là ký hiệu thôi. Cao độ của dầm, cao độ của dầm là dương 3.75, dương 3.75. Có nghĩa là cao độ này là uh, cao độ dầm này là dầm của cái tầng tầng 1 dầm tầng 1. Thì đầu tiên uh, tiếp theo nữa là chúng ta đi vào um, cái cốt thép chịu lực của cái dầm này, cốt thép chịu lực của dầm này. Thì cũng tương tự như dầm ở phía trên thôi. Cốt thép chịu lực đây đây thì chúng ta có cốt, cốt thép chịu lực chính là chạy xuyên suốt chạy xuyên suốt từ uh, the, cái vị trí cột trục 7 cho tới hết phần công sôn thép lớp dưới cũng vậy chạy xuyên suốt chúng ta đi uh, đọc từng bản là từng cái mặt cắt một thứ nhất ta đi vào mặt cắt 11 một một chúng ta cũng đi theo cái quy tắc thôi có đọc mặt cắt 11 rồi mà cắt 22 mà cắt 33 mà cắt 44 thì chúng ta sẽ hình dung được ra cái dầm này sắt thép được bố trí như thế nào mặt cắt 11 ở đây chúng ta thấy ở cái dầm này thì do là khả năng do là là phải chịu lực lớn cho nên là thép bố trí nhiều hơn ở đây chúng ta thấy là lớp trên thì chúng ta có 1 2 3 4 5 cây 5 cây phi 10, 5 cây thép. Lớp dưới có 2 cây thép thì được ký hiệu là là 2 cây giống nhau thì ký hiệu 2 cây phi 18. Còn 2 cây 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 số 3 này, cây số 4 này này. Cây số 3, cây số 4 chính là cái cây, cây tăng cường. Cây tăng cường. Cây 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 số 3 và cây số 4 là cây tăng cường chứ không phải là cây chạy xuyên suốt. Dù đây các bạn nhìn thấy, đây chính là cây số um, ở đây. Đây chính là cây số uh, đây chính là cây số 4 này đó, đây là cây số 4 này cây số 4 cây số 4 chạy chạy từ từ cái mép cái cột là từ cái mép cột này ra 90 phân và từ cái mép cột này ra 1m65 thì cây số 4 này nó sẽ có chiều dài là 1 mét 65 cộng với cả 90 phân thì bằng 2 mét 55 2 mét 55 cộng cái phần cột này nữa là 30 phần nữa là 2 m 85 đó thì cái cách đọc bản vẽ này á thì chúng từ cái bản vẽ này thì ta biết được cái cây thép của mình thép này sử dụng là thép đường kính phi bao nhiêu chiều dài là của cái thép là phi bao nhiêu cũng là cơ sở để làm gì để sau này chúng ta sẽ đi vào việc tính toán cái tính toán chi tiết về vật tư của cái dầm này vật tư thép của cái dầm này đó Tiếp theo nữa là cây một cây tăng cường cây số 3 thì đây, cây số 3 là một cây phi 18, một cây phi 18 thì đây nó từ cái vị trí này các bạn nhìn thấy vị trí cắt này, cắt này, cắt này, cắt này. Đó chính là cây mùa uh, cây phía cây số 3, cây phi 18 thì chiều dài của cây số 3 này là bao nhiêu? Thì chúng ta nhìn thấy đây từ đây là 1m65 này, 1m65 cộng với 30 phân là 1m95. 1m95 cộng với cả 1m8 là bằng 3m75. Đó, cái cây số 3. Đối với cây rồi chúng ta tiếp tục à, khoa trước mắt à, về cái phần mặt cắt 11 bột bột này thì có một cái cần chú ý nữa là chính là cái thép đai. Thép đai của chúng ta, thép đai của chúng ta ở đây là buộc bố trí là phi 6 a 100. Có nghĩa là thép sử dụng thép phi 6, khoảng cách giữa các cái cái đai này là 100, khoảng cách giữa các cái đai 100. Lực do là tải trọng lớn, chịu tải trọng lớn cho nên là cái cốt đai vị trí này là 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 dày. Là, là 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 chỉ có 10 phân thôi. Chúng ta qua đến về cái cái mặt cắt 22. Đây là mặt cắt 22. Mặt cắt 22 của dầm này. Mặt cắt 2 của dầm thì có lớp trên, lớp trên thì cũng có 5 cây 5 5 cây thép. Lớp dưới có 2 cây thép thì là hai cây thép đi xuyên suốt đây cắt 22 đây mà nó cắt 22 của nó thì ở đây chỉ có hai cây lớp dưới chỉ có hai cây thôi lớp trên thì có 5 cây 5 cây ở đây thì là hai cây 18 hai cây thép chủ 18 đã chạy xuyên suốt rồi và cây tăng cường hai cây tăng cường phi 18 là cây số 4 này đây, cây đây chính là cây số 4 cây số 4 này thì cây số 4 này là chạy uh, chiều lúc nãy uh, hồi uh, lúc nãy thì chúng ta cũng vừa mới tính rồi chiều dài của nó là là bao nhiêu 1m2 cộng 1m65 thì nó ra là 1m2 m85 đó cây số 4 còn đây là cây số 3 cây số 3 cũng là cây tăng cường tại đây đây, đây chính là cây tăng cường nó cắt này dưới cắt này cắt cắt thép đai tại vị trí uh, mặt cắt 22 này thì được bố trí là thép phi6 A150 đó, thép phi 6A 150 chúng ta qua tiếp theo đến về mặt cắt 33 mặt cắt 33 thì đây mặt cắt 33 thì lớp trên lớp trên thì chỉ có hai cây phi 18 thôi hai cây phi 18 thôi ký hiệu là cây số 1 đây hai cây phi 18 này hai cây phi 18 lớp dưới thì có ba cây thép có hai cây phi 18 hai bên và một cây phi 18 tăng cường ở giữa thì hai cây phi 18 này là cây số 2 này này chính là cây chạy xuyên suốt đây đây chính là cái cây cậy chạy xuyên suốt từ từ đầu dầm cho đến hết công sôn là hai cây phi 18 còn cái cây mà số 7 này là một phi 18 này chính là cây tăng cường cây tăng cường đâu đây các bạn nhìn thấy cây tăng cường cái vị trí tăng cường nó này đây. đây này cắt này cắt này cắt này cắt này chiều dài của cây tăng cường là bao nhiêu bạn vẽ đã quy định rồi 3m2 3m2 đó thì cách đặt đặt làm sao cái vị trí cây tăng cường này nó chính xác nhất thì người ta đặt là cái dầm này kích thước của cái dầm này người ta chia đôi kích thước của cái dầm này đó chia đôi kích thước của cái dầm này và tim và, và vị trí tim của cái dầm này chính là tim của cây thép tăng cường này luôn đó có nghĩa là đây ví dụ đây là tim của cái cái dầm thì cái chiều dài của mỗi ra qua mỗi bên chiều dài qua mỗi bên của thép tăng cường là một mét sáu một sáu tổng chiều dài là ba m hai thì 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 chia ra mỗi bên là một mét sáu đó là cây tăng cường số 7 mà cho của mặt cắt 33 chúng ta qua tiếp theo qua đến mặt cắt 44 đây mặt cắt 44 đây chính là mặt cắt mặt cắt 44 này mặt cắt 44 ở đây thì có chúng ta là thấy là có 5 là cây thép lớp trên 5 cây thép lớp trên đây 5 cây thép lớp trên và hai cây thép lớp dưới hai cây thép lớp dưới là ký hiệu cây số 2 đây cây số 2 là cây xuyên chạy xuyên suốt đây còn cây số cây số 1 là hai cây phi 18 cũng chạy xuyên suốt luôn. Cũng là cây là là chạy xuyên suốt từ đầu dầm cho đến hết công sôn. Cây ở đây có cây số 5. Cây số 5 là cây tăng cường. Cây tăng cường, đây chúng ta nhìn thấy cái vị trí cắt của nó này, cắt tại đây, cây số 5 đây. Thì chiều dài cây số 5 này là bao nhiêu? Chiều dài cây số 5 ở đây bằng 1m65 này. 1m65 thì dầm của ta dầm của chúng ta là à, cột của chúng ta là 30 phân thì chúng ta ngàm vào 25 phân thôi 25 1m65 cộng với 25 thì ra 1m9 và bẻ móc xuống dầm của chúng ta cao 40 phân thì là bẻ móc cho là chúng ta bẻ móc 30 phân thì là 1m9 cộng với 30 phân chính bằng à, 2m2 đó, thì cái cây số 3 cây số 5 này cây tăng cường số 5 này chiều dài của nó sẽ là Uh, 2,2 tiếp theo nữa là cây số 6 cây số 6 là hai cây phi 18 cũng là cây thép tăng cường hai cây phi 18 đây chính là cây số 6 hai cây phi 16 à hai cây phi 18 cây số 6 đây thì chiều dài của cây số 6 là bao nhiêu thì mặt cắt tại vị trí cắt thép thì nó cũng cắt tại trùng và vị trí của cây số 5 này cho nên là chiều dài của cái thép này cũng là 2m2 chiều dài của cây thép này cũng là 2m2 đó thì căn cứ vào cái bản vẽ này này, căn cứ vào cái chiều mặt cắt này thì chúng ta xác định được cái 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 số lượng cây thép, số lượng cây thép, vị trí của cây thép. còn căn cứ vào cái mặt cắt dọc và mặt cắt dọc của dầm thì chúng ta biết được chiều dài của cây thép, chiều dài của cây thép. để từ từ cái cái, cái, cái um, hai cái mặt cắt này, từ cách thì chúng ta biết được cái chiều dài chiều dài của từng cây thép, chiều dài của từng cây thép Ví dụ cây thép số 1 đi Ở đây đối với dầm này Dầm D2 này Cây thép số 1 Cây thép số 1 là hai cây phi 18 nó chạy xuyên suốt đúng không Thì chiều dài của cây số 1 này là bao nhiêu Đây chiều dài nó là 7m3 7m3 thì ta phải trừ cái lớp bê tông bảo vệ của thép đi Là mỗi bên là 2,5cm Thì là còn là thành 5cm là còn là ở đây là 7m25 mét 25 chúng ta bẻ móc xuống bẻ móc xuống à, mỗi bên là 20 à, mỗi bên là 25 phân đúng không ạ mỗi bên là 25 à, mỗi bên là à, 30 phân 30 phân thì là 30 cộng 30 là 60 60 cộng với cả 7m25 thì chiều dài của cái cây số 1 này là 7m 85 đó tương tự đối với cây số 2 cây số 2 thì chúng ta không có bẻ móc đúng không cây số 2 là hai cây phi 18 chạy xuyên suốt chúng ta không có bẻ móc thì cái chiều dài của cái dầm này là 7m3 chiều dài của dầm là 7m3 ta trừ đi lớp bê tông bảo vệ hai bên dầm mỗi bên là 2,5cm tổng là 5, 5cm thì cái chiều dài cây số 2 này cây giờ 2 cây phi 18 lớp dưới này này chính là bằng 7m25 đó tương tự đối với cây số tôi ví dụ đây ở đây cây số 4 này cây số 4 thì cây số 4 là chúng ta nhìn ở đây mặt cắt 11 và mặt mặt cắt 22 thì chúng ta có thể thấy cây số 4 nó là cây là hai cây thép phi 18 tăng cường thì cái chiều dài đây lúc nãy tôi cũng đã mới trình bày với các bạn rồi chiều dài của nó đây đây đó thì chiều dài chúng ta là cây số 4 này 90 phân cộng 30 phân là 1m2 1m2 cộng với cả 1m65 thì là ra 2m68 đó, trên đây là cho, chúng tôi à, tôi vừa mới chia sẻ cho các bạn về cách đọc bản vẽ, cách đọc bản vẽ dầm thì có hai hai dạng dầm chính, một là dầm là dầm gác lên cột, dầm bình thường, hai là dầm công xôn. Dầm này người ta gọi là dầm công xôn. Đó, thì đây là hình ảnh thực tế, hình ảnh thực tế từ bản vẽ, từ căn cứ từ bản vẽ chúng ta sẽ có thể là chúng ta từ bản vẽ chúng ta triển khai ra ngoài thực tế thi công đó triển khai qua ra ngoài thực tế thi công đây cái dầm này đó đây là dầm này đây các bạn nhìn thấy cái mặt cách của dầm 1 2 3 4 ví dụ chúng ta cắt qua cái vị trí này chúng ta cắt qua cái vị trí này đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở lớp trên nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 cây 6 cây thép đúng không ạ ở lớp dưới sẽ có là 1 2 3 4 4 cây thép ở bụng sẽ có là 1 2 cây thép này đó 1 2 3. Và đúng là hai cây thép bụng này nữa, đó. Khi chúng ta cắt qua mặt cắt mặt cắt qua dầm này thì chúng ta sẽ biết được cái vị cái, cái, cái bao nhiêu cây thép lớp trên, bao nhiêu cây thép lớp dưới. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Khi chúng ta cắt qua cái vị trí dầm này, cắt qua cắt ngang qua dầm đây. Đây, thì chúng ta biết được. Ví dụ ở đây là lớp trên sẽ có ba cây thép, lớp dưới có một uh, cây thép, hai cây thép, ba cây thép và đây là cây thép tăng cường này đó đây chính là cây thép tăng cường đó đây chính là cây thép tăng cường rồi việc đọc được bản vẽ việc đọc được bản vẽ phần đọc được bản vẽ kết cấu của dầm này thì giúp chúng ta là sẽ khi chúng ta triển khai thi công ngoài thực tế chúng ta sẽ thi công đúng chuẩn với bản vẽ chúng để thì thi công đúng bản vẽ thì chúng ta sẽ, sẽ 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 thi công như vậy thì sẽ rất tốt cho công trình của chúng ta thứ hai nữa là đọc được bản vẽ và hiểu được bản vẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc là tính toán vật tư tính toán vật tư để mua về thi công cũng như là tính toán giá vốn của cái dầm này đó thì cái phần tính toán vật tư uh, cho cấu kiện dầm này thì tôi sau sẽ trình bày cho, uh, tôi sẽ trình bày và chia sẻ cùng các bạn ở trong những video sau để các bạn nhớ chú ý theo dõi những video của tôi để không bỏ lỡ uh, những cái, cái chia sẻ của tôi đó thì uh, tôi cũng uh, ví dụ uh, vừa ví dụ cho các bạn hồi nãy lúc nãy rồi thì từ cái um, bản vẽ này thì ta tính toán được số lượng cây thép là bao nhiêu chiều dài cây thép là bao nhiêu để từ đó khi thực tế chúng ta đi thi công đi để chúng ta sẽ đặt bao nhiêu cây mua bao nhiêu cây thép để phục vụ thi công cho cái dầm này ví dụ sau khi tính toán là tôi tính được là cái dầm này là cần 10 cây phi 18 thì tôi chỉ mua 10 cây thôi tôi không thể mua là 12, 13 cây được tránh lãng phí đó Ở trong video ngày hôm nay thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn về um, cách đọc hiểu bản vẽ cũng như là thực tế thi công và cách cách triển khai từ bản vẽ qua thực tế thi công nếu các bạn thấy video của tôi hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh uh, chia sẻ video của tôi uh, nếu như mà uh, tôi có uh, chỗ nào mà có uh, nhầm chút đã thì các bạn cứ comment ở dưới uh, <laughs> xin cảm ơn tất cả các bạn video của tôi hôm nay tới đây là là kết thúc